căn nhiêu đâu, 700 mấy mà mấy building mới xây không sao à? Dạ, building cũ thôi, building mới không sao. Biết là chỗ nào cổng đốc mà cái đường ra xe lửa bằng đi vậy. Cong lên. À. Nó cứ uống từ vòng vậy. Giống như là đường du lịch đó, xe
cool.